là trang trại của chú mình nha, do bên Thanda có mô hình xây hệt như bọn Trung Quốc luôn, quá lạ luôn nè. Đó, chuồng là có lỗ thoát phân liền, quá đẹp luôn, chuồng nào cũng như chuồng đấy, đều có lỗ thoát phân nha. Quy mô là cỡ 200-300 chuồng. Đây có hệ thống quạt không hơi. Đó, chuồng là xây cách mặt đất lên tầm độ 1 tấc, có lót tấm bê tông ở dưới, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Có lỗ thông hơn đây, chỗ này là làm đây để lấy gió lùa từ bên ngoài vào đó, tức là gió thổi sẽ lùa từ dưới lùa lên cho nó thoáng bên trong. Đây là tấm đàn là bước lên đó, cách đất quá mát mẻ luôn. Chú ơi, vừa mới về hưu. Đó, quá phê. Chạy quá đã luôn. Hứa hẹn một tương lai cho ra những con dưới móc thuần chủng. Tuyệt vời. Đây chuồng nuôi thương phẩm đang trong những quá trình giai đoạn hoàn tất, lỗ thông hơi nè, to này sau này mình sẽ bắn cách nhiệt xung quanh luôn, rất là mát, đầu tư rất là hẳn hoi. Đây là cái xe lôi dùng để chú tự chế luôn, để chuyên chở mía chở tre rồi nè. Đó, chế thêm một cái xe lôi. Đây là cái máy để dùng để cắt tre, mình chỉ đưa thành ống thôi, luồn qua cái lỗ này nó sẽ tự chia tre thành làm đôi và làm ba theo ý mình muốn. Đó, có cái mô tơ ở đây, nó xung quanh trên trại nè, vườn cây rất là thoáng đãng, rất là mát mẻ. Dép này là dùng để cho những người nào vô tham quan mô hình trại dúi thì sẽ mang vào để tránh bị nhiễm khuẩn. Cửa làm đây, các bạn thấy không, rất là sạch sẽ luôn. Đó, bước vô là thấy quy mô liền. Đó, làm lỗ thoát phân rồi, phân rồi. Đó, theo lỗ thoát phân nó đường ra hết. Đó, các bạn thấy không, rất là tiện luôn. Nuôi vậy thì đỡ tốn thời gian chăm sóc, đỡ tốn thời gian hút phân, thức ăn cũ nó sẽ tự đùn theo lỗ phân nó ra ngoài. Thì mở đầu to lắm. Đây, cái quá to luôn, quá đẹp. Mở đầu này hồi lúc là mình bán cho chú nè, trước Tết là con loại mới tết mẹ nay chứ không, thay độ 1,5 kg thì quá to lắm. Này là dưới móc lớn đang mang hoa, con này phải tầm độ 2 kg quá, to bự gấp đôi con bên đây luôn, quá bự, quá hoành tráng luôn. Quạt gió là khỏi thẳng hơi là kia luôn. Sau này chú sẽ thiết kế thêm một cái xe lăn ở trên đây nữa, hai bên đây đẩy là cho ăn đồ ăn. Đó, quá đã luôn, dưới con nào con ấy bé 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 hết. Rồi, cảm ơn các bạn nha, có nhu cầu mua giống thì liên hệ mình 0921133878, cầu vượt Thái Thủy Ga, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.